Rồi chúng ta tiếp tục ha các bạn. Vậy thì ở cái clip trước đó là chúng ta đã làm được cái bài câu 2 theo cái danh sách liên kết đơn dùng thư viện hỗ trợ. Thì ở đây là cái clip cuối cùng của cái câu 2 này là chúng ta sẽ giải quyết nó bằng danh sách liên kết đơn nhưng mà với cái cấu trúc dữ liệu chúng ta tự khai báo chứ chúng ta không sử dụng thư viện hỗ trợ nữa. Vậy thì nó giống như là danh sách liên kết đôi mà cấu trúc tự khai báo, chúng ta chỉ sửa lại bỏ đi cái con chó Berry và cho nó duyệt xuôi một chiều thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ sửa lại nó ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tắt cái này đi và tạo ra một cái project mới. Cái project này đặt tên cho nó là câu 2 danh sách liên kết đơn tự tạo. Thì ở đây có vẻ như câu 2 này anh dành nhiều thời gian cho nó ha các bạn, bởi vì anh cảm thấy là danh sách liên kết là cái mà nhiều bạn còn yếu, cho nên là mình cũng muốn thông qua nó cho các bạn ôn lại kiến thức cho kỹ ha. Câu 2 danh sách liên kết đơn tự tạo. Rồi ok, thì mình sẽ copy lại code từ cái câu 2 danh sách liên kết đôi tự tạo bỏ qua đây, tại vì hai thằng này nó giống nhau khá là nhiều ha. Ok, mình sẽ add một cái suộc vào, bát vào. Rồi chạy lên coi nó chạy được không cái đã. À, quên, chạy lại hiện tại là nó đang chạy trên danh sách liên kết đơn thư viện nha các bạn. Mình chưa có set up startup project cho nó. Rồi, danh sách liên kết đơn tự tạo. Đó. Đó, các bạn thấy ha, cái chữ của nó là danh sách liên kết đơn tự tạo nè. Đó, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sửa lại một chút thôi. Tức là cũng nếu mà bất kỳ một cái danh sách liên kết nào chúng ta tự tạo ra một cái cấu trúc của nó thì đều tuân theo 7 bước ha. Thì là các bạn nhớ lại bước 1 là khai báo cấu trúc. Thì đối với danh sách liên kết đơn á, nó sẽ không có con chó Berry, tại vì nó làm gì có chiều ngược lại, nó chỉ có Bennett thôi. Chúng ta bỏ nó đi. Rồi còn list thì nó cũng có hai con chó đầu cuối để quản lý danh sách, cho nên là chúng ta không nói gì về cái điều này ha. Mặc dù là theo danh sách liên kết đơn thì có lẽ là nó chỉ có một con chó Behit thôi đó, tại vì nó đi một chiều mà. Nhưng mà chúng ta cũng không có vấn đề gì nếu chúng ta được quyền tạo một con chó Behit cho nó. Rồi khởi tạo thì cũng vậy, không có vấn đề gì. Đến cái bước tạo nốt thì các bạn lưu ý bên danh sách liên kết đơn nó sẽ không có cái chiều Berry ngược lại, cho nên chúng ta bỏ cái dòng này đi ha, xem lại. Tới cái bước thêm đầu thêm cuối thì các bạn lưu ý, trong trường hợp là danh sách liên kết đơn nếu thêm vào đầu thì cái new ele khi thêm vào đầu, các bạn tưởng tượng ha, danh sách liên kết đơn thêm vào đầu thì là từ cái thằng đó trỏ đến net sẽ bằng l.behit và l.behit bằng thằng nó, chứ không có Berry lại chỗ này. Bỏ đi ha, bỏ đi. Rồi add theo tức là đưa vào cuối, thì từ cái hàng cuối trỏ nét bằng nó, chứ nó không có trỏ rì lại được nha các bạn, và nó chính là Betel luôn. Thế các bạn thấy không, đơn giản là bỏ đi chỗ nào có Berry thì bỏ đi thôi, vậy thôi. Chỗ nào có Berry thì bỏ đi. Rồi chỗ này chúng ta dùng add theo đó, nhớ là phải có khởi tạo danh sách, xuất dữ liệu theo chiều xuôi. À, theo chiều ngược thì ở đây các bạn thấy rồi, nó còn được không? Không được, tại vì nó đâu có được đâu, nó đâu có Berry đâu mà lại ngược, cho nên chúng ta bỏ đi. Đó, bỏ đi. Mà một khi bỏ đi thì cũng không cần xuôi ngược, bỏ cái câu này bởi vì là nó chỉ có một chiều thôi. Rồi xử lý những cái vấn đề như là danh sách đảo ngược, thì chỗ này là nó không có Berry nè, cho nên chỗ này chúng ta bỏ. Chúng ta tạm thời chúng ta đóng lại cái hàm này ha, đóng lại cái hàm này. Giải phóng danh sách thì không có vấn đề gì, tại vì nó chỉ có net thôi. Rồi vậy thì chỗ này chúng ta đóng lại cái bước này. Chúng ta thử chạy lên kiểm tra kết quả coi nó như thế nào cái đã, nhập xuất như thế nào cái đã. A B C D thì kết quả là A B C D, các bạn thấy ha, không có vấn đề gì. Rồi vậy tức là danh sách liên kết đơn là như vậy đó, các bạn đã làm xong rồi, chỉ cần bỏ đi cái con chó Berry là xong, bỏ đi Berry là xong rồi, không có vấn đề gì hết, còn nhập xuất vẫn như vậy. Bây giờ chúng ta muốn xử lý cái câu mà kiểm tra danh sách đảo lại thì chúng ta qua lại cái danh sách liên kết đơn mà dùng thư viện. Chúng ta copy cái tư tưởng của nó và sau đó chúng ta sửa lại bằng cách chúng ta tự tạo nó. Bằng cách nào các bạn? Đây là một cái cách làm. Một cái cách làm của chúng ta. Một cách làm khôn khéo. Rồi. Một cách làm khôn khéo là dùng cái string str. Ở đây nó không có string hả? Có string mà. Ở đây chẳng qua nó báo lỗi chỗ này thôi, thì chỗ này nó chính là list nha các bạn. Thay kiểu forward list, kiểu tự tạo bây giờ của mình là list. Rồi. Ở đây không có iterator begin gì hết á. Ở đây theo nguyên tắc là chúng ta đang làm sao? Tức là chúng ta đang
cho một con chó begin nó đi, rồi mỗi lần như vậy nó chó nét, nó chó nét tới và so sánh cái STRI với cái con chó đó cái giá trị, nếu khác nhau thì là phone. Rồi chỗ này chúng ta không có làm như thế này mà chúng ta sẽ có một cái not sao b đi, sẽ bằng l.b hit. Rồi và chỗ này nè, nó không phải là it cộng cộng mà nó chính là b bằng b trỏ b net đó. Chỗ này nó không phải là sao it mà nó sẽ là b trỏ data, tại vì bản chất data chính là dữ liệu đang chứa trong cái not b, và not b nó chính là cái not đầu danh sách. Và mỗi lần như vậy thì nó lại nét tiếp, nó nét tiếp, và nó mỗi lần đó là lấy b trỏ data, là lấy ra cái dữ liệu data chứa trong nó. Rồi xong. Như vậy thì kiểm tra danh sách đảo ngược giống ban đầu. Chúng ta sẽ mở ra lại cái đoạn code này, save lại, rồi chạy lên. A, B, C, D. Danh sách sau khi đảo lại. Ủa? Giống ban đầu. Sao giống được trời? A, B, C, D. Đúng rồi các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Hiện tại thì nếu chúng ta xuất ra theo L.B hit như thế này thì nó cũng là A, B, C, D. Và cái string str nó cũng chính là A, B, C, D theo cái chiều này. Theo cái chiều này thì nó chính là A, B, C, D. Các bạn hình dung được ha? Tức là do bên cái thư viện danh sách liên kết đơn mà tự tạo và hỗ trợ thư viện á, thì nó chỉ có boot run thôi. Cho nên khi nó boot run thì nó chính là, nó xuất ra thì nó chính là xuất ra theo chiều ngược lại. Còn cái str khi xuất ra bắt đầu từ 0 thì là chiều xuôi. Xuôi ngược thì nó hợp nhau. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta đang dùng atel thêm vào cuối, cho nên có nghĩa là nó xuôi, tức là 1 thêm vào cuối là 2, thêm vào cuối là 3. Nó xuôi cho nên là cả hai cái cùng xuôi, cho nên là nó giống nhau là đúng rồi. Giờ muốn sửa lại thì chỗ này chúng ta không dùng atel mà chúng ta phải dùng athit, giống bên danh sách liên kết đơn thư viện. Thì như vậy chúng ta chạy lại là nó sẽ ok nè ha. Chạy lại nó sẽ là ABCD. Thì là danh sách sau khi đảo lại khác ban đầu. Đó. Nếu mà là ABCBA thì là danh sách sau khi đảo lại giống ban đầu. Đó. Nếu là cái này, danh sách sau khi đảo lại cũng giống như ban đầu. Đó là chúng ta nhớ là chỗ này chúng ta phải add hit nha. Chúng ta phải add hit chứ chúng ta không được dùng add theo. Còn nếu chúng ta muốn add theo á, thì chỗ này chúng ta không được duyệt xuôi từ 0 trở lên mà phải duyệt từ sai trừ 1 trở xuống. Ha các bạn. Đó, nhưng mà cho nó giống bên kia thì chỗ này chúng ta sẽ dùng add hit nha. Rồi. Ok. Vậy thì tương tự nếu chúng ta muốn làm cái cách cải tiến thì làm sao? Chúng ta muốn làm cái cách cải tiến, tức là cách số 2 nè. Tức là chỉ thao tác trên cái list chứ không được dùng cái string vô, không có sự tham gia của string mà chỉ là list thôi. Thì chỗ này chúng ta sẽ bỏ nguyên cái dòng này đi, thay bằng list. Thay bằng list. Thì cái đếm số lượng phần tử này nó cũng chưa có, nó cũng chưa có cái hàm này. Thì chúng ta cũng buộc phải có cái hàm này ở đây. Có cái hàm này thì chúng ta sẽ để trên này. Thay chỗ này lại bằng list. Ở đây vòng lặp nó không có duyệt theo kiểu như thế này ha các bạn. Vòng lặp nó không duyệt theo kiểu như thế này mà nó sẽ duyệt là for not sao b bằng l.b hit. B khác null. B bằng b trỏ b net. Nó duyệt như vậy, tức là đầu tiên có một cái nắp b nó trỏ tới b hit và nó cứ liên tục nó kiểm tra, nếu mà trong khi nó còn khác null thì nó tiếp tục nó trỏ net liên tục, đến khi nào bằng null thì thôi. Và mỗi lần như vậy thì nó đếm count cộng cộng và cuối cùng return count là xong. Đó, tức là ở đây hàm xuất dữ liệu chúng ta cũng làm theo kiểu này nữa. Rồi. Giờ nó bị lỗi ở cái chỗ lấy phần tử tại vị trí đúng không? Chúng ta lại qua lại đây, chúng ta copy cái này, lấy phần tử tại vị trí. Chúng ta để lên trên này. Lấy phần tử tại vị trí thì chỗ này nó sẽ thay cái này là bằng list L. Rồi, ở đây nó không có làm cái kiểu là
bằng l.begin như thế này ha. Nó không có là bằng l.begin mà là not sao b bằng l.behit đầu, con trỏ đầu. Sau đó ở đây it cộng cộng thì nó không có làm it cộng cộng mà nó sẽ là b bằng b trỏ b net. Ở đây nó không có return lại sao it mà nó sẽ return lại là b trỏ data, tại vì data chính là cái dữ liệu ký tự ha. Rồi, và nếu làm như thế này thì chúng ta thử lại ha, chúng ta thử lại coi nó giống không. Vậy thì chỗ này chúng ta bỏ cái str đi, chỉ có l thôi. Rồi chạy lên coi coi nó có đúng không nè. A B C D danh sách sau khi đảo lại khác ban đầu, ok. Rồi chạy lại A B C B A danh sách sau khi đảo lại giống ban đầu đó. Chúng ta chỉ sửa lại một số chỗ thay vì chúng ta dùng thư viện thì chúng ta tự tạo ra thôi. Rồi tương tự hình như mình còn một cái cách cải tiến thứ hai nữa hay sao á. Đây nè, mình còn một cái cách thứ hai cải tiến. Cách thứ hai cải tiến thì thực ra cái tư tưởng nó cũng dựa y chang như vậy. Mình chỉ sửa lại chỗ nào là iterator thì mình duyệt cho nó bằng con trỏ b not. Rồi chỗ nào mà l.begin gì đó thì chúng ta cứ sửa lại ha. Rồi chúng ta có một cái bước cuối cùng này là danh sách cách hai cải tiến. Chỗ này chúng ta thay bằng list l. Các bạn thấy ha, hoàn toàn hai thứ này là như nhau. Các bạn làm bằng thư viện hỗ trợ, đến khi các bạn muốn đổi qua thằng tự tạo thì nó cũng sửa lại một số chỗ thôi. Chỗ này là các bạn hiểu không, là ý của nó là đang duyệt từ đầu tới cuối và liên tục cộng cộng, và đếm nó cũng cộng cộng theo. Thì chỗ này chúng ta thay nó bằng một vòng lặp for giống như thế này, giống như thế này nè. Thay nó vô đây, chỗ này chúng ta phẩy một cái cho cái đếm nó cộng cộng theo luôn, giống y chang như vậy là xong. Chỗ này thay vì là x bằng sao it thì chỗ này nó chính là bằng bằng b trỏ data. Chỗ này thay vì là y bằng sao it thì nó sẽ là b trỏ data, lấy dữ liệu data ra. Rồi sau đó kiểm tra, nếu khác nhau thì trả lời về phone. Rồi còn lại mọi thứ giống nhau ha. Thử cái hàm này vô đây. Cách 2 cải tiến. Rồi chạy lại. A, B, C, D danh sách sau khi đảo lại khác ban đầu. Rồi A, B, C, B, A danh sách sau khi đảo lại là giống ban đầu. Các bạn thấy ha. Đó, thì đó chỉ là một đó là chỉ là chúng ta sửa lại từ cái việc mà chúng ta dùng thư viện, thì bây giờ chúng ta sửa lại thay cho nó bằng chúng ta tự tạo cái kiểu dữ liệu cấu trúc ra ha. Còn lại là không khác gì nhau hết, các bạn thấy á. Và anh cũng nói các bạn rồi, và nếu các bạn có làm rồi các bạn cũng sẽ thấy luôn ha. Các bạn nhìn thấy anh vừa làm rồi đó. Nó chỉ khác nhau của đôi với đơn là ở chỗ không có con trỏ bề rì. Mà vì không có con trỏ bề rì cho nên nó sẽ khác nhau ở chỗ nào. Tức là ở cái bước get not nè, là không có con trỏ bề rì ở đây bằng null nè. Rồi ở cái bước add hit add tail thì bỏ cái bề rì đi nè. Đó, rồi vậy thôi. Rồi ở cái bước nào mà chúng ta duyệt danh sách mà chúng ta duyệt xuôi à, chúng ta duyệt ngược á, thì chúng ta bỏ đi, chúng ta duyệt xuôi là xong. Còn lại mọi thứ là như nhau thôi ha. Các bạn thấy ha, anh vừa làm lại được xong cái câu 2 này, dùng danh sách liên kết đơn tự tạo, sửa lại từ danh sách liên kết đôi tự tạo, và copy cái thuật toán sort cái thuật toán từ cái project danh sách liên kết đơn dùng thư viện, và chỗ nào dùng thư viện thì mình thay bằng cái tự tạo của mình thôi. Các bạn thấy không, là rất là nhanh, là làm một xíu là xong. Rồi còn mọi thứ giống y chang, tức là giải phóng danh sách cũng như vậy luôn, cũng vậy, không có gì khác hết. Là mình đã xong rồi ha các bạn. Đó, vậy là tóm lại qua cái câu 2 này, dùng danh sách liên kết hỗ trợ thao tác trên danh sách liên kết, và qua đó là các bạn được làm lại khá là nhiều kiến thức về danh sách liên kết, về con trỏ, về danh sách liên kết đơn, về danh sách liên kết đôi, và đặc biệt là các bạn còn biết được cái cách mà chúng ta dùng thư viện hỗ trợ của thằng đơn như thế nào, thư viện hỗ trợ của thằng đôi như thế nào ha. Là các bạn đã khá là kỹ càng những thứ về danh sách liên kết đơn đôi tự tạo thư viện, các bạn đã rành hết rồi, chỉ qua một câu 2 này thôi. Tuy mất thời gian nhiều nhưng mà anh thấy là nó sẽ giúp các bạn củng cố được kiến thức tốt hơn. Vậy thì bây giờ các bạn hãy cố gắng xem lại hết toàn bộ những cái video clip anh giải cho câu 2 này bằng tất cả những kiểu dữ liệu như là đôi, đơn, thư viện hay là tự tạo. Các bạn xem hết lại một lần nữa, tự làm lại để thật là nhuần nhuyễn nó cho anh. Và sau đó các bạn cố gắng qua, các bạn làm cho anh câu 3 ha, làm hoàn tất câu 3 cho anh. Ở clip sau anh sẽ hướng dẫn các bạn làm câu 3. Rồi,
Anh chúc các bạn ôn lại thật là tốt và làm được ha. Rồi chúc các bạn nhiều thành công và anh chào các bạn.